6 dấu hiệu cảnh báo một cái tình trạng là ung thư gan. Thật ra khi mà nghe đến cái ung thư gan nó gần như là một cái bản án tử hình, bởi vì khi mà chúng ta phát hiện ra cái ung thư gan ấy, để mà sống thêm 5 năm nó rất là ít, vì cái tỷ lệ mà chúng ta bị tử vong sau khi mà phát hiện ra một cái tình trạng ung thư gan nó rơi tầm vào cỡ 1 năm rưỡi cho đến 3 năm là phần lớn là chúng ta bị ở trong cái giai đoạn đấy. Thế thì cái việc mà chúng ta phát hiện ra được cái ung thư gan sớm nó một cái nó cực kỳ quan trọng của chúng ta. Tuy nhiên thì nó sẽ phần lớn, nếu như mà chúng ta mà phát hiện sớm ấy, thì chủ yếu là chúng ta cần có những cái khám sàng lọc, chúng ta đi xét nghiệm. Còn khi mà bắt đầu nó có các triệu chứng rồi ấy, thì thường là nó cũng đã bắt đầu nó chuyển sang một cái giai đoạn nào đấy rồi. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có những cái dấu hiệu để mà chúng ta có thể chúng ta nhận biết trước được. Hy vọng là khi mà chúng ta thấy những dấu hiệu đấy, chúng ta cần phải đi khám ngay, biết đâu thì nó là cái giai đoạn nó đang còn sớm để chúng ta có thể chúng ta sẽ điều trị, thì nó sẽ giảm cái nguy cơ tử vong cho chúng ta. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có một số những cái triệu chứng của chúng ta mà chúng ta có thể chúng ta nhận biết được. Cái đầu tiên đó là chúng ta sẽ có những cái triệu chứng của một cái người mà bệnh lý nó giống như là cái nhóm của bệnh lý về 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 xơ gan hay là về về viêm gan ấy. Thì bản chất của một cái ung thư gan ấy thường nó là một cái tình trạng là xơ gan nó tiến triển thành ung thư gan, hay là một cái viêm gan nó tiến triển. Tức là khi mà bắt đầu chúng ta có những cái triệu chứng của xơ gan hay là viêm gan tiến triển đấy ấy, thì chúng ta bắt đầu là chúng ta phải nghĩ ngay đến cái việc mà chúng ta có cái nguy cơ của ung thư gan rồi. Tức là chúng ta có những triệu chứng đấy là chúng ta sẽ phải 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 phát hiện sớm để mà chúng ta đi kiểm tra, đi khám và đi điều trị. Thế thì cái triệu chứng nó sẽ bao gồm những cái gì? Đầu tiên là chúng ta có những cái triệu chứng của cái bệnh lý gan hay là bệnh lý tiêu hóa nói chung ấy, là chúng ta cảm thấy rất là mệt mỏi. Người trong người lúc nào cũng mệt mỏi, chán ăn, đặc biệt là nó không cũng không chán ăn mỡ ấy. Cái chúng ta không muốn ăn mỡ, cái đặc biệt là cái mỡ ấy, thì bởi vì nó liên quan đến cái việc mà tiêu hóa, cái dịch mật các thứ ấy, thì khi mà cái gan chúng ta nó có những cái tình trạng tổn thương như thế thì chúng ta cảm thấy rất là chán ăn, mệt mỏi và đặc biệt là ăn mỡ. Đấy là cái triệu chứng đầu tiên mà chúng ta sẽ thấy nó hay gặp phải. Và cái triệu chứng này nó xuất hiện từ lúc mà nó chưa có ung thư, tức là từ lúc mà đang còn là cái tình trạng xơ gan tiến triển hay là viêm gan tiến triển này, và sau đó nó mới chuyển sang ung thư cơ, là chúng ta đã có những triệu chứng này rồi. Nhưng là khi mà đã có những cái này rồi thì chúng ta nên đi khám, nên đi kiểm tra đầu tiên của chúng ta. Cái thứ hai nữa là chúng ta vẫn có thể là chúng ta sẽ thấy có cái tình trạng là chúng ta sẽ có đau ở cái phần hạ sườn ở phía bên phải. Tức là phía bên phải chúng ta, gan chúng ta nó sẽ nằm ở phía bên phải hạ sườn, tức là sao? Các mọi người sẽ dùng tay, mọi người sẽ sờ từ trên xuống dưới này, chúng ta sẽ thấy có cái khung xương sườn, đúng không nhỉ? Cái khung xương sườn chúng ta thì ở khung xương sườn đi từ trên xuống dưới thì đến hết cái xương sườn cuối cùng ấy, thì là cái đấy là cái mép của cái bờ sườn đấy, thì bắt đầu là chúng ta sẽ có là cái khu vực đấy, là cái khu vực mà gan nó sẽ nằm ở cái đoạn đấy. Thường là gan nó nằm ở phía phía dưới của cái đoạn cuối của xương sườn này, nó nằm ở cái chỗ đấy, thì chúng ta bắt đầu chúng ta có những triệu chứng là đau đau âm ỉ ở chỗ đấy. Thế nó không đau nhiều đâu, nó chỉ hơi đau âm ỉ như thế, nằm ở cái vùng đấy. Thì đấy cũng là cái triệu chứng thứ hai nữa mà chúng ta sẽ lưu ý. Ở đây nó sẽ có cái nữa này, đó là khi mà chúng ta bắt đầu chúng ta có cái bệnh về ung thư gan rồi ấy, thì chúng ta cảm thấy là cái việc mà chúng ta vận động, chúng ta hoạt động nó cảm thấy rất là mệt, bởi vì nó không có năng lượng ấy, cảm giác như không có năng lượng để làm việc. Vì bản chất là gan là cái cơ quan chuyển hóa, đặc biệt là chuyển hóa đường của chúng ta, để nó cung cấp cái nguồn cái năng lượng cho chúng cơ thể chúng ta hoạt động. Nhưng mà khi mà gan nó đã bị tổn thương như đó rồi ấy, thì cái việc mà tạo ra cái năng lượng nó không còn giống như ngày xưa nữa, nó làm cho chúng ta cảm thấy rất là nhanh mệt mỏi khi mà chúng ta có một cái bệnh lý ở cái ung thư gan. Đấy là cái triệu chứng thứ hai của chúng ta. Chúng ta sẽ có một số những cái triệu chứng tiếp theo nữa, như là cái triệu chứng thứ ba chúng ta nữa mà chúng ta cũng có thể là chúng ta gặp phải, như là buồn nôn hay là cái chướng bụng. Thì đối với cái khi mà chúng ta bắt đầu là có cái triệu chứng buồn nôn mà chướng bụng, mà đặc biệt là cái bụng nó chướng giống như cái trống ấy, nó to lên như thế, thì là đã cái giai đoạn mà khá là muộn rồi. Thì đây cũng là một trong những cái dấu hiệu mà chúng ta có thể là chúng ta nhận biết của cái ung thư gan của chúng ta. Đấy chính là cái triệu chứng thứ ba của cái ung thư gan. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có cá biệt là chúng ta có thể là sờ thấy được cái khối u. Ở cái triệu chứng thứ tư ấy, cái dấu hiệu thứ tư của chúng ta ấy, là chúng ta có thể là chúng ta sờ thấy được cái khối u. Thế thì đối với cái việc mà sờ thấy khối u ấy, thì có thể là khi mà chúng ta nằm ngửa ra và thả lỏng ở vùng bụng, thì chúng ta có thể là chúng ta dùng tay chúng ta sờ thấy được cái khối u nó nằm ở bên dưới của cái bờ sườn này. Những cái khối mà nó chắc ở bên dưới bờ sườn chúng ta sờ cứng chắc đấy, thì đấy là những cái trường hợp mà có người là chúng ta cũng có thể là chúng ta sẽ sờ, chúng ta phát hiện ra được cái khối u như thế. Thì khi mà phát hiện ra như thế thì chúng ta nên đi kiểm tra, nên đi khám để xem là nó là cái tình trạng nó như thế nào, để chúng ta có thể là chúng ta phát hiện. Thường là những người mà gầy gầy ấy, thì dễ sờ hơn, còn những người mà đã béo rồi thì cái lớp mỡ bụng nó căng lên thì nó cũng rất là khó để mà chúng ta có thể là chúng ta sẽ sờ. Mấy cái này nhỉ? Cái thứ thứ tư rồi đúng không nhỉ?
Cái thứ năm nữa của chúng ta đó là chúng ta sẽ xuất hiện cái tình trạng là vàng da và vàng mắt. Thế thì thực ra là cái vàng da vàng mắt thì nó là cái bệnh lý chung của gan thôi, nhưng mà trong gan nó cũng có, nhưng mà kể cả mà bệnh lý chung thì khi mà chúng ta có vàng da vàng mắt thì chúng ta nên đi khám luôn. Thế cái vàng da vàng mắt này thì nó sẽ có một số những cái mà chúng ta có thể chúng ta sẽ nhầm lẫn, chẳng hạn như là chúng ta ăn nhiều nghệ hay là chúng ta ăn nhiều cà rốt chẳng hạn, thì nó cũng sẽ là vàng da vàng mắt, nhưng mà sau tầm cái bữa ăn đấy tầm khoảng 1-2 hôm thì nó sẽ là tự nó hết. Nhưng cái bệnh lý mà đối với cái bệnh của gan của chúng ta, đặc biệt là ung thư gan ấy, thì cái vàng da vàng mắt nó triền miên, nó kéo dài như thế. Và nhưng mà thường là chúng ta sẽ dễ dàng để chúng ta phát hiện ra cái củng mắt nó sẽ vàng, tức cái lòng trắng của mắt ấy bắt đầu sẽ vàng lên. Còn da thì nhiều khi là đặc biệt là những người mà nông dân ấy, đi suốt ngày ngoài nắng ấy, thì bắt đầu nó bị sạm da ra, chúng ta cũng khó để phát hiện được cái tình trạng vàng da của chúng ta. Nhưng mà vàng mắt thì nó sẽ dễ để chúng ta có thể là chúng ta phát hiện hơn. Thì đấy cũng là cái triệu chứng thứ năm của cái vấn đề liên quan cái ung thư gan của chúng ta. Và chúng ta sẽ có thêm một cái triệu chứng thứ sáu nữa. Thì cái triệu chứng thứ sáu này ấy, thì nó không phải là đặc hiệu cho mỗi cái ung thư gan đâu, mà gần như tất cả các ung thư nó đều có cái tình trạng như này, đó là chúng ta bắt đầu có cái tình trạng là sụt cân. Đặc biệt là những người mà không phải là chúng ta giảm cân nhé, mà chúng ta bình thường mà chúng ta sụt tầm 3-4 cân trong vòng 1 tháng là chúng ta cũng phải cần lưu ý cái vấn đề này. Bởi vì khi mà cái tế bào ung thư nó phát triển nhanh ấy, nó làm cho nó lấy đi cái dinh dưỡng từ những cái tế bào khác, và sau đó chúng ta bắt đầu chúng ta bị giảm cân tầm khoảng 3-4 kg trong vòng 1 tháng là một trong những cái cảnh báo để mà chúng ta sẽ nên đi khám. Thì đấy là 6 cái dấu hiệu để cảnh báo cái tình trạng về ung thư gan của chúng ta để chúng ta có thể là chúng ta phát hiện ra. Tuy nhiên thì khi mà bắt đầu là có những cái dấu hiệu, những triệu chứng này thì thường là cũng đã khá là muộn rồi. Thì một cái lời khuyên của bác sĩ Ngọc là chúng ta nên đi làm những cái sàng lọc từ lúc sớm đi. Thì sàng lọc ở đây thì nó sẽ có một số những cái, chẳng hạn như chúng ta đơn giản nhất là chúng ta siêu âm gan. Chúng ta siêu âm là cũng đã có thể là chúng ta phát hiện ra được những cái bệnh lý liên quan rồi, chẳng hạn như là viêm gan nhiễm mỡ hay là những cái viêm gan rồi xơ gan rồi ung thư. Đấy là những cái mà chúng ta có thể chúng ta phát hiện ra. Thì thỉnh thoảng mọi người nên đi khám sàng lọc định kỳ, 1 năm 1 lần chúng ta đi khám xem như nào. Những người mà chúng ta tầm 40 tuổi trở lên chúng ta nên đi khám định kỳ như thế. Cái tiếp theo nữa là chúng ta nên có những cái xét nghiệm, ở đây có thể có những xét nghiệm về men gan hay là những cái xét nghiệm về chỉ điểm của cái ung thư gan. Thì đấy cũng là một trong những cái dấu hiệu để mà chúng ta có thể chúng ta phát hiện sớm, để mà có những cái chuẩn đoán chuyên sâu hơn, như là chúng ta những cắt lớp này, CT các thứ đấy. Thì đấy là một số những cái chia sẻ của chị Ngọc, thì hy vọng là nó sẽ giúp cho chúng ta có được những cái kiến thức, những cái thông tin để mà không may mà chúng ta thấy có những cái dấu hiệu đấy, những triệu chứng đấy, thì chúng ta nên đi khám, nên đi kiểm tra để xem là liệu mình có cái vấn đề gì đấy hay không. Hy vọng là sau khi xem video này thì chúng ta có thêm được những cái thói quen để mà chúng ta nhận biết sớm về những cái bệnh của mình. Đợt tới thì bác sĩ Ngọc sẽ làm một chuỗi những cái video về những cái dấu hiệu, về những cái cảnh báo, về những cái tình trạng bệnh của chúng ta, có những cái bệnh lý về ung thư hay những cái bệnh lý khác để chúng ta có thể phát hiện sớm. Thì mọi người có thể là chúng ta follow trên cái kênh của bác sĩ Ngọc này để chúng ta có thể là chúng ta cập nhật sớm nhất những cái video mới nhất của bác sĩ Ngọc. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye. Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Dr. Ngọc ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các video tiếp theo của Dr. Ngọc, các bạn có thể đăng ký kênh Dr. Ngọc vào hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể là xem các video của Dr. Ngọc ở phía bên trái cũng như là các video ở phía bên phải. Hẹn gặp lại các bạn.